công ty sản xuất túi lưới xin kính chào quý khách hàng. Là công ty chuyên sản xuất các dòng sản phẩm túi lưới như túi lưới đựng trái cây, túi lưới đựng nông sản, lưới bao hoa, lưới chăn nuôi, lưới bông tắm. Với quy mô sản xuất rộng lớn, công ty luôn đáp ứng được các đơn hàng lớn nhỏ trong thời gian ngắn nhất, chiết khấu cao cho những khách hàng mua thường xuyên và các đơn hàng có số lượng lớn, vận chuyển và giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Trong video hôm nay, công ty sẽ giới thiệu với quý khách hàng về túi lưới đựng bóng nhựa, đồ chơi nhỏ cho các bé. Trên thị trường hiện nay, túi lưới là sản phẩm đang được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi. Ngoài được sử dụng để đựng trái cây, nông sản, đựng thạch, bánh kẹo, túi lưới còn được người tiêu dùng lựa chọn để dùng đựng đồ chơi, bóng nhựa rất tiện lợi. Túi lưới nhựa được sản xuất trên dây chuyền máy móc hiện đại. Nguyên liệu là những hạt nhựa nguyên sinh PE không chứa tạp chất độc hại, có độ bền dai cao, chịu được sức ăn tốt, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và không gây hại cho môi trường. Túi lưới với các mắt lưới thiết kế đan xen, tạo được độ thông thoáng, giúp thể hiện rõ được màu sắc, chất lượng của bóng nhựa đựng trong túi, tạo sự chuyên nghiệp và bắt mắt hơn. Mỗi chiếc túi lưới có móc khóa đi kèm, vừa có thể làm quai sách hoặc có thể làm móc treo vô cùng tiện lợi. Túi với đa dạng màu sắc xanh, trắng, đỏ, vàng cùng kích thước 25cm, 35cm, 40cm giúp người dùng có thể đựng được một số lượng bóng vào trong túi tùy theo từng nhu cầu của khách hàng một cách rất gọn gàng. Ngoài ra, công ty còn sản xuất theo yêu cầu về độ dày mỏng của sợi lưới, độ to nhỏ của mắt lưới, màu sắc, kích thước sao cho phù hợp với vật đựng chứa của khách hàng. Quý khách có thể lựa chọn sao cho phù hợp với sản phẩm. Những quả bóng nhựa đồ chơi nhỏ để trong túi lưới nhựa nhìn rất bắt mắt và tiện lợi cho người dùng trong quá trình vận chuyển. Túi lưới được sản xuất một đầu để hở, một đầu được hàn nhiệt chắc chắn. Khi sử dụng, chúng ta chỉ cần chọn túi lưới phù hợp, sau đó cho số lượng bóng vào trong túi lưới, luồn túi lưới qua râu khóa, sau đó cài vào khe của chốt khóa vuông, kéo theo đường zig zag để cố định miệng túi chắc chắn lại, giúp cho bóng không bị rơi lung tung ra bên ngoài. Để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm hay tham khảo thêm nhiều sản phẩm khác, quý khách hàng vui lòng truy cập website hoặc gọi điện tới số hotline hiện trên màn hình để nhân viên của công ty hỗ trợ tư vấn và giúp quý khách hàng đặt hàng nhanh chóng nhất.